Xin chào mọi người. Trên tay mình đây sẽ là chiếc bếp từ của nhà Galant có mã sản phẩm là CH211E. Sản phẩm này có những gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu một số thông tin của chiếc bếp này nha. Về kích thước thì chiếc bếp này có chiều dọc là 35cm và chiều ngang là 29cm nha mọi người. Về công suất của nó là 2200W, giúp chúng ta có thể nấu đồ ăn nhanh chín hơn. Bên cạnh đó thì mặt của nó sẽ là sử dụng gốm ceramic, khi sờ vào thì nó có cảm giác nhám nha. Còn phía sau thì sử dụng bằng nhựa nha mọi người. Ở chiếc bếp này có một phần đặc biệt, đó chính là có thể tự động ngắt điện khi quá tải nhiệt nha mọi người. Và bên cạnh đó thì phía dưới này chúng ta sẽ có thêm 8 chức năng nữa nha. Thì gồm có chiên nè, đun nước, nấu súp, hấp, hầm, nấu cháo, nấu lẩu và chiên nha mọi người. Và bên phía dưới này thì chúng ta sẽ có màn hình LED hiển thị các thông số, chúng ta có thể tăng giảm nhiệt độ ở đây. Ở bên phía này thì chúng ta có hiện giờ và nấu tự động nha. Ở đây sẽ là nút nguồn. Chiếc bếp từ này của nhà Galant được bảo hành 12 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.